cái chương trình này thì em cũng nói luôn là em rất là hung dữ. Anh với em đi dậu đi em. Dạ. Anh lên nha. Mình đi ngang qua khúc nhà em đi anh coi chừng. Em thả chó cắn anh á. Có đi bia ôm không? Dạ cũng lâu lâu cũng có. Mời nhà trai. Wow. Ôi gì vậy? Gì wow vậy? Mấy vụ này anh khoái lắm. Đồ ăn nữa hả mọi người? Ê, và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời đàn trai. Dạ anh chào, em xin chào trường quay, em chào anh Nguyễn Linh, chị Nam Thư. Chào bạn gái anh kia, em tên Lê Văn Lâm, quê quán ở Tân Sơn Ba Chi, Bến Tre. Em là nghề nghiệp buôn bán mía. Giờ bán ở đâu vậy Lâm? Em bán ở chợ Phạm Văn Hai anh. Bán Sài Gòn hả? Anh Lâm bao nhiêu tuổi anh Lâm hả? Em 32 tuổi chị ơi. Rồi. Em tên Sally Diếu, năm nay sinh năm 1. Em tên gì? Em tên Sally Diếu. Cái tên của em thì hơi có kia một chút xíu tại vì em dân tộc gốc Hoa. Không em, tên của em bình thường hồi xưa chị đi học có nhiều bạn trong lớp chị tên nè, Chống Quay Làng, Chí Con Dến. Còn mà ra tiếng Việt là tên gì? Linh. Đó. Mình kêu Linh, Linh đi hả? Linh. Linh. Vậy chắc anh cũng họ hàng với Diếu à? Phải không? Anh cũng tên Linh hả? Diếu năm nay nhiêu tuổi? Dạ, Diếu. Em năm nay sinh năm 91, quê quán ở Sóc Trăng. Công việc hiện tại em là công nhân may ở ngay Củ Chi chị. Rồi bây giờ mời Diếu giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân em. Em giữ bí mật rất là lâu năm rồi. Nhưng mà sẵn cái chương trình này thì em cũng nói luôn là em rất là ngu về đường xá. Em đi đâu là cũng nhờ em gái là chở đi thôi. Với lại một cái điều nữa là không phân biệt được tay trái và tay phải. Nên lúc nào cái tay em là phải đeo đồng hồ để phân biệt tay nào tay trái và tay nào tay phải. Nên cái điểm yếu em nằm chỗ đó. Và cái điểm yếu em thứ ba là hung dữ. Em dữ cỡ chị không? Cũng ngang ngang và cái sợ độ mà tưng tưng á. Nó cũng là 90 á chị. Chứ chị nghĩ đi, coi coi vậy nó có hung dữ không? Nó đang đeo những cưới mà nó đến cua em coi có dữ được không? Hốt nó cho chị. Nó thiệt không lẽ em lấy dép em chọi vô mặt nó luôn thiệt. Cái ca đó là hốt liền chứ chừa làm gì. Đeo những cưới đi cua người ta là sai. Mà còn có trò mà đeo những cưới mà tháo những cưới ra mà sai lầm. Tháo nó xong dính vô tay còn cái lặng. Trời hốt cho chị mặt cua em. Chị chuyện nổi không? Không, cái đó em giữ đúng. Cái đó chị Minh. Trời ơi chị, em chị thích chị quá. Em kết chị đó. Dạ. Một cái điều nữa nè chị, em là gì cưng? Mấy anh trong công ty nói em gì nè? Thôi anh thôi vợ gùi. Nói thôi vậy rồi đưa giấy tòa án giải quyết đơn ly hôn mà xuống đây tôi coi. Cua tôi chở tôi đâu muốn ăn axit đâu. Cái mặt tôi không được đẹp nhưng mà tôi xấu tự nhiên vậy đó. Nhưng mà tôi bây giờ tôi đang tân trang để tôi muốn có chồng. Đó. Cái em chửi cho một trận, lần sau mà nói tới xe Lý Diếu là một cái một chạy hết trơn. Đến nỗi mà sếp em bữa nay mà nói vậy nè: mày làm ơn mày lên trển mày thanh lý nhỏ này gấp đi, chứ tao không chịu nổi nhỏ này rồi. Vậy hả? Tại chị á, tại chị nói em mới nói không, anh kim kia chạy bỏ dép luôn thôi gọi là bắt đòn. Không sao em, ngay từ đầu chẳng thà đi mình thanh thần đi vậy. Nhậu đi em. Dạ. Anh em đi nhậu đi mệt quá. Đứng lại đi đâu hả? Đi đâu hả? Hả? Không đi thiệt luôn á chị ơi. Tôi đi nhậu quá. Mình lâu lâu người ta được lên sóng thì cho người ta có bao nhiêu thì bung lộ đi anh. Mình hiền quá, phụ nữ ăn hiếp em hả? Thấy chưa, mình nói vậy mấy bà còn nói nữa thấy chưa. Giờ thêm bà nữa bên kia là thành cái chợ đó. Hơn cái nhóm chợ của sáng luôn rồi. Tại vì bình thường em cũng hay đi chợ đó anh. Mẹ, nay mình đi kiếm bộ, kiếm người yêu đó. Mình tém tém bớt lại. Tém lại. Không, chị bữa nay em tém lại mặt đậm á. Bình thường em mặc quần không à. Bữa nay em ngồi vậy là em khó chịu lắm á chị. Thiệt hả? Ủa Giang Diếu. Dạ. Cái gì Diếu? Người tên là tên Diếu, Linh đi gọi Linh đi, tự nhiên Giang Diếu. Ai Giang Diếu gì đây? Anh Linh nha. Mình đi ngang qua khúc nhà em đi anh coi chừng. Em thả chó cắn anh á. Không có dữ nha, bé không có dữ nha. Em là em dễ thương. Em dễ thương đúng không? Đúng rồi. Ưu điểm là gì? Ưu điểm của em hả? Một khi là chưa vô công việc thì em tưng tưng vui vẻ hoạt bát, nói chuyện là vô tư. Nhưng mà khi em đã vô một công việc một đào đó là tôi gọi em y như con hớn, không có nói chuyện. Tập trung 100% và công việc em muốn làm biết sao, mình phải dồn sức lực vô công việc rồi biết bao nhiêu tâm huyết mình vô cái công việc đó. Đó là với công việc, còn với tình yêu thì em như thế nào? Trong tình yêu là bình thường á em bị ế vậy nè chị. Là em rất là sửa soạn. Còn khi mà mình yêu rồi á, lúc nào em cũng suy nghĩ lo lắng cho người yêu hết trơn. Cái tự nhiên không sửa soạn nữa. Em tàn xuống. Hãy cho bên đàn trai nói chút xíu đi.
Rồi bây giờ nhà gái em đóng cửa đó, nhà trai em dán mở nha. Mấy cưng làm bằng trai khớp quá. Anh thấy em mua con này nhầm rồi đó. Ưu điểm và khuyết điểm nè. Ưu điểm của em hiền chị, ít nói. Khuyết điểm của em thì lâu lâu cũng có dơ. Ở dơ là ví dụ nè. Đi buôn bán về cái nhậu xỉn. Về ngủ luôn. Ngủ luôn không tắm. Sáng có tắm không mà sáng đi làm luôn? Sáng tắm chứ chị. Có, em hay đi nhậu không? Cũng có nhậu. Mấy chai? Chừng 5-6 chai. Ít hả em? Vui vui thì em muốn cả chừng 10 chai. Xí em quên em đang không nói chuyện được. Em muốn được nhiêu thùng? Sơ sơ cũng 20 lon được rồi. Khó kiếm cô gái vậy lắm á. Vô cô hồ chó cắn xui khó kiếm. Thỉnh thoảng đi nhậu hay là thường xuyên đi nhậu? Tháng nhậu chừng vài lần chị, 4 lần. Có đi bia ôm không? Dạ, cũng lâu lâu cũng có. Có đi bia ôm không? Dạ, cũng lâu lâu cũng có. Rồi đi bia ôm vô trong đó làm gì? Uống vừa ôm. Vừa uống vừa ôm? Dạ. Uống vừa ôm. Anh lên đứng lên. Ai? Em ôm người ta. Người ta có ôm lại mình không? Cũng có. Mày bị ôm nó không có ai trong đây nữa. Mà đi mấy lần? Tháng đi 1 lần 2 lần à chị? Nếu đi nhiều. Ôi tóc mồ hôi. Mà đi 1 lần 2 tháng, đi 1 lần 2 lần. Mà 1 lần đi mấy tiếng đồng hồ? Đã đi chừng vô đó tiếng mấy về chị ơi đâu. Bắn mía mà nó dám đi bị ôm trời. Thật sự là anh có tiền cũng khá khá đó mà anh còn dám đi bia ôm nữa đó. Trước khi mà em làm nghề bia ôm em ý quên cái gì? Trước khi mà em bắn mía đó. Dạ. Em làm công việc gì hồi đó? Đi làm công không anh, giờ đi buôn bán thấy nó khỏe hơn thì thu nhập nó cũng ổn định hơn. Bắn mía ngày lời khoảng được nhiêu cưng? Dạ khoảng 400-500. 400-500. Tao không để dành dụm đi đi với ôm chứ. Dạ lâu lâu đi mà anh đâu phải đi. Hôm nay tao phải ngày cũng đi đâu. Em nghe bên đàn trai mà có đi bia ôm tháng 2 lần em cảm thấy sao? Cái chuyện bia ôm mà chưa có quen biết em á thì em không có quan tâm tới. Cái đầu tiên á mà mai mốt quen em ở nhà em sẽ xử mỏng lắm. Mỏng lắm, xử sao rồi cưng? Nếu mà cái tay nào đi bia ôm nha. Chặt cái tay đó. Mà con bé nó không biết phân biệt tay trái tay phải nha mọi người. Có gì em gút móng thôi. Bé nó hiền ghê. Đi một lần chỉ nay gút móng một móng. Mà nội anh không dám nữa. Tay này tay gì? Khoan tay trời ơi anh làm em coi. Tay này hả? To xíu dễ xíu mày. Đừng xíu bị gió gì. No no. Tay phải. Này mà kêu tay phải ông nội ơi. Ở dưới đó nhắc cũng nhắc ba sai. Tay trái. À giỏi. Tay trái. Tay này tay gì? Tay này bình thường đeo đồng hồ. Tay phải. Trời ơi đeo đồng hồ bên này. Cô cũng xinh lắm á. Trời em đẹp không cần chỉnh mà anh. Mà chỉ có hơi khùng khùng nên không có ai hước thôi. Sóc Trăng như huyện nào? Vĩnh Châu, ngay chợ Vĩnh Châu luôn á. Ở đó có nhiều người bị mờ mắt do trồng hành đó ha. Người ta kêu bằng làng mù á anh. Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình mỏng. Nửa mối tình là em bỏ ngoài rồi. Mối tình thứ nhất thì yêu nhau khoảng 3 năm. Mối tình thứ hai yêu nhau 2 năm thôi. Còn cái mối tình nửa mối tình á, thì đang tìm hiểu uống cà phê có 2-3 lần rồi. Mà em thấy anh đó xàm quá em nói anh ơi cho em xong 2 chữ bình yên. Rồi được rồi, anh hiểu tình cảm của em rồi ha. 2 mối rử. Dạ. Còn em mấy mối? Em cũng 2 mối. Nhưng mà râu ria cũng hơi nhiều. Mối đầu em quen cũng được mấy năm mà. Lúc đó qua gia cảnh khó khăn, người ta chơi em thì nghèo nên người ta đi lấy chồng khác. Chứ tôi nghĩ rằng hai bạn là những con người hết sức là chân thật luôn. Đúng rồi. Khỏi sao nói vậy, những con người này mới là đáng quý các bạn. Có gì móc ruột móc gan ra nói. Bây giờ là nói gì nói, hai người nhớ kèm nhau nha. Bớt bớt chút xíu. Díu. Tại díu. Em kèm nên em kèm. Đúng rồi díu. Vậy hình mẫu lý tưởng của em là gì? Em muốn một người đàn ông như thế nào? Thật sự là em là hồi đó tới giờ là em lấy hình mẫu. Tuy là chê hơi xấu thôi, nhưng mà đang dối lòng. Biết sao không? Anh nên có cái cách ăn mặc mà em hồi đó tới giờ em rất là thích. Chứ không có thích ngoại hình anh nha.
đính chính lại. Tại vì em không biết cách ăn mặc, không biết cách sửa soạn, nên em cũng thích một người đàn ông không có chú trọng dẹp dễ bề ngoài. Thế sao nó nhìn gái đẹp mê đến thật là đi mất tiêu rồi. Còn mình bà già xấu xí, tóc tai bù xù, suốt ngày muốn đi kiếm thêm tiền hoặc là lo cho cuộc sống trong gia đình, cái nó không có lo được bản thân. Rồi. Chị kiếm làm gì? Các em thích những người đàn ông là hơi hối hối tí xíu, bụng bia tí xíu. Hay à, cái này hay à. Nặng. Anh có cảm tình với em nghe câu này. Em nói lại câu này, các em thích người đàn ông sao? Em thích người đàn ông nào mà đừng có giống như anh Linh. Vừa lắm. Qua đi còn trở lại, chi cho con bé nó dặm nữa. Rồi, vậy thì nãy giờ nói chuyện á, em dự đoán bên đàn trai là như thế nào? Bên đàn trai chắc ốm chị. Chứ không mập. Khoảng 1m6 trở lên, cũng chán cũng hơi cao. Mà cũng hơi dài dài chút xíu. Nói bụng bự nha. Trắng hay đen? Nếu là nói bán bía là đen xì rồi. Sao đen xì dữ vậy em? Đen được rồi còn xì gì nữa. Mọi người ở dưới thấy nãy giờ díu tạ đúng không? Em muốn lấy vợ thì thế nào? Vợ biết nấu ăn, để phép là được rồi. Đừng có về mà nói gặp bà già chồng mà nói coi chừng có cắn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Người phụ nữ em thích thì khoảng da trắng trắng, cao cỡ 1m55 trở lên được rồi. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em tới you. Đây với lại chị đồng nghiệp làm chung với lại em trai mưa của em với hai đứa em gái. Thôi, em trai mưa nữa. Còn nữa kia có bia ôm thì ở đây người ta có em trai mưa. Vừa lắm mà. Dạ, anh chào anh Quyền Linh. Anh trai mưa là sao? Dạ tại vì em hồi lúc nhỏ là đã đi ôm ti rồi, có làm chung với chị Diếu. Tại hai chị em chơi thân tới nay. Có nhiều người theo đuổi không? Dạ chị Diếu có nhiều người theo đuổi. Tính chị Diếu năng nổ hoặc là gì, chị nói tính hung dữ nhưng mà thật sự không phải vậy mà là tính rất là sâu sắc. Em thấy bạn trai mưa của chị Diếu thế nào? Dạ bạn trai mưa anh ấy rất là tính tình hiền lành, cao gáo. Còn đẹp trai hay không thì để hồi chị Diếu khám phá. Rồi cảm ơn đàn trai. Dạ cảm ơn. À còn em gái ruột hả? Dạ em là em gái ruột của chị Diếu à. Chị Diếu giờ này vẫn ế là tại vì lo cho gia đình, xong rồi lo cho ngày nuôi ăn em gái ăn học à. Em mong là hai anh chị cho nhau một cơ hội à. Nhà mình có mấy chị em gái? Dạ 5 à. Chị em nào có tính cách giống chị Diếu không? Dạ nhà em chị em hiền lắm. Mình chị Diếu là vậy đó hả? Không, chị Diếu cũng hiền mà tại chị nói vậy thôi à. Không mà có chị vui mà. Dạ. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ. Chào cô. Dạ, chào chú Hoàng Linh và chào cô Nam Thư. Chào con. Cô cũng lên dự chương trình này để mong cho hai con được nên duyên. Cô cũng mừng lắm. Cô thấy cô thấy Diếu làm sao? Còn Diếu, cô Diếu, Diếu làm sao Diếu? Cô thấy cô hiền dễ thương. Vậy cô có mà. Nhưng mà không biết con trai cô có dễ thương như cô không. Con mà biết bữa nay cô đến đây là con hồi nãy con giả bộ giả nai rồi đó, để lấy lòng má chồng tương lai anh. Cô ngồi im đó để tôi làm gì á. Dạ em đang kìm anh. Cái gì cũng móc ruột lóc gan ra nói à. Ừ, tôi đến đây cũng chúc, cũng còn mong cho hai cháu nó được nên như chồng vợ. Tôi điều đó là rất là mừng. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Rồi, bây giờ để cho hai bạn gặp mặt nha. Rồi mình liệu cơm gấp mắm nói chuyện gặp với nhau anh, nha. Gặp em nôn lắm à. Gặp đi ảnh cho ăn mía. Rồi, xin mời kéo rào. À, anh có cái này tặng em. Với mía với... Còn sau này chúc em vui vẻ. Cảm ơn anh. Em cũng có tí xíu quà. Sau đó là sau gì vậy? Dạ. Cái này đó là món quà của em là em ăn cắp hành của mẹ em đem lên. Còn cái hộp này em tự mua nha, em tự làm. Còn cái này là em tặng anh nữa. Em giữ nữa, nếu mà mình có duyên thì cho nó gặp lại nhau. Em mở cho tôi coi coi ăn cắp của mẹ gì mà tặng em vậy? Em không biết. Hành. Trời ơi, đúng là ăn cắp hành thiệt. Cắp hành mà dán hồ dính vô. Tại nhà em trồng hành mà hành thì lại gắn liền với tuổi thơ sự khó khăn của em, nên em thấy muốn tặng cái đó. Hành đó. Tạo hình gì trong đó vậy? Mặt cười, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như em. Cái mặt ở trong cái thằng
Vậy là anh đang chen xấu hả? Bây giờ hai bạn đi. Anh lần đầu tiên anh thấy em sao? Đẹp quá không? Không, cũng dễ thương. Anh tính tình cũng vui vẻ. Còn em thấy anh sao? Em thấy anh hả? Đẹp trai hơn sự mong đợi của em. Nhưng mà thấy anh hiền, ít nói. Anh buôn bán mà anh ít nói, rồi anh buôn bán làm sao? Thì là người ta hỏi giá, cái anh nói giá, người ta trả giá, cái em được anh bán không được thôi. Chứ bình thường anh để hàng vậy là muốn mua không mua kệ anh. Đúng rồi, tại anh không có rau. Có tại anh có chiếc xe mà. Có chiếc xe lôi đó. Vậy là để vậy là có cái lo là tự phát là tự hỏi ra. Là không có lo luôn. Muốn bắt đắt thì đắt, muốn ế thì ế kệ hả? Anh bán đã quen rồi. Khách mối quen lắm thì người ta lại ta mua không à. Ủa vậy là anh bán một chỗ hay là anh bữa nay đi chỗ này mai đi chỗ kia? Đứng có một chỗ mà. Đứng một chỗ vậy ngoại hình đẹp trai vậy mà sao không có em nào hốt anh đi vậy? Cũng có chứ, tại anh cũng hơi kén chọn. Ồ, kén chọn hả? Tại người người ta lớn tuổi hơn anh quá chứ nhỏ tuổi hơn quá, anh sợ người ta còn bồng bột. Nên anh mấy người thích anh cũng mới có 20-21 tuổi à. Ồ vậy hả? Chỗ cái tuổi đó là tuổi đang đẹp mà sao anh không hốt gì kìa? Tại còn nhỏ tuổi quá, anh không thích. Vậy vậy mình từ từ mình nuôi nấng, mình rèn luyện nó sao mà được mà anh. Còn em là anh thấy em lớn tuổi vậy thôi chứ cái tính cách của em là nó còn trẻ trâu lắm. Vậy đó. Nó tưng vậy đó là anh về rồi anh thấy sao? Cũng vui mà, anh thấy em cũng vui. Rồi em mà cái miệng tí li vậy anh chịu nổi không? Anh thích người nói nhiều mà. Mà đừng có nhiều quá, đừng có càm ràm mà được. Nếu mà bình thường mà anh đi làm về mà anh suốt ngày đi uống bia ôm, anh làm 500 ngàn uống hết 400 còn 100 về coi như là em gút ấp bóng anh liền. Anh chịu nổi không? Tại anh chưa có, giờ có em chứ mà anh có em rồi về anh đâu có đi đâu. Đúng không? Vậy anh hỏi ngược lại em chứ em hỏi ngược lại anh ngại lắm. Ủa không biết nữa hả? Anh đã nghe em gái em nói em cũng giỏi, chắc cũng nhà cũng biết nấu cơm này kia, chắc biết hết hả? Này ngại cơ mắc cỡ. Lễ phép là chắc sao giờ không biết nấu ăn hả? Nấu thì ăn cũng được, cắn răng thì ăn cũng được. Canh chua thì ngọt như là đường, tại vì ở miền Tây mà. Nấu đồ kho thì nó rất là mặn chát. Nếu mà bác gái, nếu mà con nấu vậy bác ăn được không? Vậy đó, má anh đồng ý rồi đó. Anh mà không đồng ý rồi má anh không nhìn anh đâu. Trời đất ơi. Ở nhà mẹ anh nấu sao anh ăn vậy? Bây giờ thôi để thay đổi không khí nè. Mặc dù không khí mình nó rất là sôi nổi rồi, mình tăng thêm phần nóng cho không khí. Thì các bạn mình tặng nhau văn nghệ được không? Anh hát tặng em đi. Hát ha. Hát sao đừng để khán giả chạy nha. Trời gì chưa hát mà áp lực với bà rồi. Bắt đầu 1, 2, 3, vô. Rừng hoàng đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương những chuyện hoa xiêm. Có người con gái sơn phơi vời, tóc còn ngân ngân chưa đầy vui. Chiều chiều lên những đôi hoa xiêm, đứng nhìn xem tím hoang biên biệt. Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Diêu, hát Diêu. Hát đi Diêu. Em hát thì anh ủng hộ em. Kiểu cái anh đó bớt cười lại đi anh, cái anh thiệt ghét thiệt chứ. Chỗ người ta đang yêu đương đó. Đứng quay mình núp vô mặt đi. Chỗ người ta đang yêu đương mà làm. Trời ơi, bà gây lộn sân khấu. Bà còn gây lộn với hậu đài nữa. Gây lộn tao quay phim nữa, trời ơi trời. Tại nó ngó em hoài anh. Ngó kệ, người ta quay phim tao phải ngó em chứ. Nhưng mà em đẹp, em không thích người khác nhìn ngoài anh ấy. Vậy đó. Thôi, bây giờ hát cho em trai mưa với anh trai mía nghe đi. Dạ. Tình yêu ta thơ ngây đẹp như ánh sao trên trời cao. Bao nhiêu đam mê đời ta trao cho nhau, giờ đây trái tim anh thay lòng. Yêu khi lòng xa lòng chung quá hết. Em run quá. Ủa em cũng run nữa hả? Anh này, em chỉ có đứt cái dây thần kinh mắc cỡ thôi. Còn dây thần kinh run chứ bộ nó nằm hơi chỉ có ẩn sâu tí xíu thôi. Anh có bị bệnh tim hay là bị yếu tim gì không? Không. Ồ vậy thì nếu mà anh có bị bệnh tim hoặc yếu tim thì anh đừng nên bấm nút. Còn anh mà không bị bệnh tim thì anh nên bấm nút. Tại vì thường thường là không có ai chịu nổi em hết trơn á. Để hỏi trước. Bây giờ nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình coi thử người ngồi bên kia có thực sự phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không. Nếu đúng thì hãy bấm nút. Còn mà nếu không phải thì không sao, nhường cơ hội đó lại cho người khác. Người ta hiền lành lắm đó.
nha. Thiền mà đi đừng ăn hiếp ta nha, đừng có gọi là dụ người ta nha, tại đàn gái lanh quá mà. Nhưng mà thật lòng nào. 3 2 1 hết thời gian. Hồi hộp quá, chị hồi hộp với em quá díu. Nắm tay nhau đi. Em bắt tay anh trước được, em ngưỡng mộ anh lâu quá. Cảm ơn em. Có nhiều người hiểu người ta thương, dạ, không hiểu người ta nói này kia. Nhưng mà anh nghĩ rằng anh rất cũng rất là quý em. Dạ. Ha? Hai người này dạ, cũng là hai con người rất là chân tình ha. Dạ, mà nắm tay nhau đi nào. Chợ đêm gái nắm cho mà. Bao nhiêu năm trời không được nắm tay con trai. Em nói điều gì vài câu với cô nha. Cô có chấp nhận con làm con dâu không? Có, gật đầu rồi đó. Con cảm ơn cô. Con sợ con hơi năng động chút xíu. Cái miệng người tí lia con thấy con sợ của con. Không là gì hết. Ừ. Rồi, nụ hôn đầu tiên hai đứa bấm nút. Đứa nào hôn cũng được hết. Diễu hôn đi Diễu. Nhưng mà em hôn chưa đủ 18 tuổi, nhắm mắt lại hết đi. Dễ thương hết sức. Đúng rồi, có qua có lại. Trời ơi. Ôi, hôn nghe như bảo luôn. Ôm nhau cái coi nè, hai đứa ôm nhau cái coi. Trời ơi. Nè, đám cưới nha. Nhớ rủ tụi anh đi nha, tụi anh khoái đi đám cưới này nè. Anh dạ, anh đi em mấy chỉ vàng. Hả? Vàng 49 nha, anh đừng có chỉ. Đừng có vàng 18 nha. Nè. Nè nè, hai chỉ. Đó. Anh không xuống được anh cũng gửi hai chỉ nữa. Dạ. Đây là những chiếc vé xem phim của Cầm Rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Mía thôi để lại cho anh đi. Mía nó bán đầy ngoài chợ kìa. Nó dẫn về chợ nó ăn được rồi. Vậy thì anh bưng đi. Mía để lại cho tôi đi. Rồi, thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Ba em cao 1m72 thì có nghĩa là người yêu em sẽ cao trên 1m7 thì ok. Giá cũng không tên đen lắm. Không cần đen. Rất là mọi người nói là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có một cái quy luật là bù trừ. Nhỏ thì người yêu phải cao to mập mạp để mà hỗ trợ cho mình chứ. Người yêu mà nhỏ nhỏ rõ rõ như mình thì làm ăn được cái gì? Không biết bạn sao cho tôi khoái bằng này nha. Đó rồi anh. Muốn qua coi liền luôn á. Cao to dễ thương. Em cho chú ai chợ. Bây giờ anh hay là chú, con hay là em, một cái một thôi. Dạ em cho chú Hoàng lên. Xin chào chị Cát Tường thân thiện dễ thương. Kính chào chú Huyền Linh Lung Linh. Chú Huyền Lung Linh. Em là Nguyễn Thị Bích Truyền, năm nay 24 tuổi, đang là giáo viên tiếng Anh ở trường Anh ngữ Việt Mỹ. Chú Huyền Linh chào con. Nhưng Truyền là mình dạy ở lứa tuổi nào? Nói chung là tất cả các cấp độ, kể cả giao tiếp. À, cấp độ cao cao cỡ anh Huyền Linh em có nhận không? À, em rất là sẵn sàng để mà dạy cho chú Huyền Linh. Chú Huyền Linh là thực ra là tên Huyền Linh. Đúng rồi. Nhưng mà sao nhỉ? Giọng sao mà nó ngọt. Giọng dễ thương quá. Nhưng mà em thích chú Hoa Linh hơn tại vì tại vì chú Hoa Linh là người miền Trung mà chú là có nhiều đóng góp cho chương trình và các nghệ sĩ. Nhưng mà chú Huyền Linh cũng là một trong những người Huyền Linh cũng là một trong những người mà có công với có công với ai? Có công với là tất cả các cái chương trình hiện tại là đang ở trên Việt Nam đang rất là hot. Người đó ấn tượng rồi nha. Bạn nghe cái giọng nói này bạn cảm giác sao? Khá là ngọt ngào. Ngọt dễ thương đúng không? Dạ. Em thì nhà em cũng gần đủ hết rồi. Có nghĩa là bố em Thái Bình mà em Hà Tây. Em sinh ra Tây Ninh, xuống lên thành phố. Có anh là ở Vĩnh Long và thiếu miền Trung. Giờ lấy vợ Huế. Dạ cũng chắc cũng được. Vậy là ngọt em, lắm. Em nói là anh ơi. Để hai bên nói chuyện đi. Chắc cái này tí nó khỏi kéo rèm luôn. Anh rồi, nói qua luôn.
coi như xuyên qua bức màn nói chuyện đi. Bắt đầu 2, 3. Anh sinh ra ở đâu? Bố mẹ mình là gốc Bắc nhưng mình sinh ra và lớn lên trong này. Có thể là coi là người trong này luôn. À dạ. Tiếp đi em. Tiếp đi. Dạ thôi bây giờ nhường lời cho MC ạ. Tại sao bạn chưa có bạn trai phải nhờ đến chương trình? À, dạ em biết câu đó thì lúc nào lên em cũng sẽ được hỏi. Dạ. Thứ nhất là do môi trường làm việc toàn là học sinh không à. Ừ. Mà con trai thì cũng không có có. Mà thứ hai là tại vì em đi dạy cái giờ khác của người khác. Người ta gọi là cái giờ hoàng đạo quá. Thì cái giờ em ở nhà thì họ đi làm. Còn cuối tuần em đi làm thì họ ở nhà. Cho nên hai người, hai thái cực không bao giờ gặp nhau. Mà học sinh lúc nào nói cô tao perfect lắm. Mọi thứ perfect. Perfect. Mà chỉ có một cái là lẽ mình quá trần quá. Cho nên cô tao mới phèo như vậy đấy. Giờ nghe từ bữa kể. Thế đó là lý do vì sao mà em ế. Bên kia lên tiếng đi chứ đẹp dạ. Thôi là... Có trải qua mối tình nào mà sâu đậm chưa? Có thể là hồi năm cấp 2. Yêu sớm vậy? Hay là xưa không hiểu sao theo người ta cũng 4 năm được. Cấp 2 mà theo 4 năm luôn. Là quen từ lớp mấy tới lớp mấy? Dạ thì học chung năm lớp 6 chị. Quen tới lớp 9 chia tay. Quá dữ luôn. Nay gặp cặp này dữ à. Ủa đó giờ Truyền có mối tình nào chưa? Em có quen một mối tình mà anh đó nói là hứa là ra trường là đi hỏi mà ra trường đi hỏi bạn khác. Kỳ đấy. Không, em nói thật, em lên đây là em thật sự là rất là muốn tìm được một nửa của mình. Ừ. Và muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Rất là đơn giản là giọng ba em. Ba em cao 1m72 thì có nghĩa là người yêu em sẽ cao trên 1m7 thì ok. Da cũng không cần đen lắm. Không cần đen. Rất là mọi người nói là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có một cái quy luật là bù trừ. Nhỏ thì người yêu phải cao to mập mạp để mà hỗ trợ cho mình chứ. Người yêu mà nhỏ nhỏ rõ rõ như mình thì làm ăn được cái gì. Không biết bạn sao cho tôi khoái bằng này nha. Qua coi anh. Muốn qua coi liền luôn á. Cao to dễ thương. Em cho chú à chợ. Bây giờ anh hay là chú, con hay là em, một cái một thôi. Dạ em cho chú Hoàng Linh. Con cho chú Hoàng Linh. À. Tiếp nha. Tiếp. Bạn đó là thì nói chung là có một công việc ổn định là được rồi. Cũng không là cấn đo đóng đệm gì. Bạn đó là nghèo hay giàu. Cô này càng nói tôi thấy càng lạ. Em thích người đó là phải trung thủy. Không lăng nhăng, không ga lăng. Không thích ga lăng. Đúng rồi ạ. Ga lăng vừa thôi. Ga lăng nhiều quá thì đi theo người khác mất. Còn không thích thì mình nghĩ là nói rồi. Rồi bạn Nam. Ngoại hình thì chỉ cần vừa người, đừng có gầy quá nhìn không có sức sống. Tính cách thì là vui vẻ hòa đồng. Bạn kia quá vui à. Rồi biết nước công da chánh một tí xíu cũng được. Không thích là những người bạn mà thô lỗ, có hình xăm, tóc màu quá sáng. Đầy gái Huế mà làm gì có nhuộm tóc rồi xăm mình. Trời ơi làm gì có, yên tâm có đi. Không chị? Không. Chị kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra cái ngoại thất thôi. Nhiều người nói là bên ngoài quần áo tà tơi nhưng bên trong là nội thất phủ phê đầy đủ nó nê ra. Bây giờ bạn, em có không thích cái điểm gì với người đàn ông không nè, qua coi nè. Em không thích là đâu hỏi, lông nhiều. Gì vậy? Đó, đụng chạm rồi. Còn ngoài ra được hết phải không? Đơn giản. Trời, sao đầu không có tóc? Có nhưng mà nó hơi thưa tí xíu thôi. Chỗ không. Lông. Chỗ không. Không có. Thật sự bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng có một tí gì đó gọi là có vốn. Có vốn. Dạ. Lấy vợ về mình sợ ở đâu? Nếu được thì về làm dâu nhà em. Trong nhà đông người không? Chỉ có hai chị em. Chị em thì lập gia đình rồi. Trời ơi, hai hộ dùng mất công lắm. Không sao, nhà rộng chị. Mỗi người một phòng đâu dính dáng tới nhau đâu. Đủ là làm những gì mà bên kia không biết. Là làm gì? Làm gì bên kia không biết? Cái đó từ từ chị sẽ biết. Thì ví dụ như bây giờ yêu nhau nào quyết định lấy nào mà giờ cô này cũng muốn ra riêng thì có ra riêng được không? Có thể là được. Có thể được, vậy được rồi, có tiềm năng.
Đồn như hai người gặp nhau quá. Làm dâu không? Răng được hả? Răng được. Gái Huệ má truyền nhỏ. Bạn trai có đi chung với người thân không? Dạ có anh. Dạ bạn em. Rồi rồi chào bạn. Bạn đánh giá cô gái ngồi trước mặt bạn như thế nào? Cũng dễ thương, cũng hiền lành. Không biết sao làm sao chứ em là em rất thích rồi đó. Bạn ấy bên kia con có đi với ai không con? Cho con hỏi ạ. Em con ạ. Em con, em con đâu? Dạ thì em thấy anh ấy, anh cũng dễ thương mà anh cũng dễ chiều. À, em nghĩ là chị mà cưới anh này về là chị cười suốt ngày luôn ấy, cười mà rụng rúng luôn. Nhìn anh rất là hòa đồng dễ thương, thì em rất thích anh này. Em anh ngồi về hả? Với em nhớ. Em thích thật không? Dạ thích. Em thích thật là anh ngồi luôn. Thôi để hai người nói chuyện với nhau mới hay nè. Em chưa muốn nói chuyện. Em còn một tiết mục để tặng khán giả. Tại vì khán giả là đội mưa đội gió đến đây. Nhưng mà anh này muốn coi luôn sao? Dạ chưa, từ từ. Người ta nói cái gì cũng phải từ từ. Ăn cũng từ từ, đi cũng từ từ và ngủ cũng từ từ. Thì em xin gửi đến quý vị và các bạn một bài hát. Lần yên cơn gát, lặng yên vườn trang. Lặng yên thơm ngát, môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em. Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Em quên lời rồi. Quả thật là ấn tượng. Sao anh, sao anh, sao anh? Không chịu là có người khác chịu đó nha. Bái phục à. Sao? Gặp bên ấy chưa? Nếu có thời gian nhiều thì nó tiếp, mà không thì nhìn mặt nhau. Nhìn mặt nhau nè. Kéo màn lên. Phải hỏi coi cho phép chưa mới dám kéo màn. Nói đi. Nói gì đi. Em chỉ thấy chữ Huyên Linh thôi. Chú đó giống chú vậy đó. Đi trang chú vậy đó, được không? Có gì bí hiểm đâu lên nghe vậy anh. Lạ lắm nè. Không nghe tao hỏi cái gì xảy ra sau lưng em. Lè lưỡi hoài. Đó, hai người gặp đi. Chào bạn. Thì cháu có hai tặng bạn. Trời, đứng không? Cảm ơn. Tao có gì muốn hỏi mình không? Anh hỏi trước đi. Mấy đâu lành lắm mà giờ gặp tay mất cỡ. Cho mình hỏi là bạn thích đi du lịch không? Anh thích đi xem phim. Thì mục đích của mình là không biết tí nữa cái vé xem phim có được áp dụng liền không, nhưng mà mình em mua hai vé ở nhà em đi với chị em rồi. Vậy mình dùng bữa sau. Anh làm gì vậy? Em có thuốc cho anh bận gì uống trước đi. Bên này toán cặp này ghê á. Lá nhá. Không, tại vì cháu hay dạy học sân á, mà hay cười à. Cười nhiều lắm. Chú khen á, chứ không phải là chị chơi đâu nha. Sao kêu uống thuốc? Chú uống. Không phải cháu uống. Tiếp tục đi hai người. À, vừa nãy thì mình có nói về cái vấn đề làm dâu á. Thì bạn nghĩ như thế nào? Gia đình đông vui thì em rất là thích. Chắc chắn luôn, gia đình mình rất là đông. Có ăn cay không? Ăn ngày nào cũng có ở hết á. Không ăn được cay. Em của em ăn cay không có được. Mà ở với em chập riết cũng phải ăn à. Nhập gia tùy tục mà đúng không? Cái này giống như em đi ở rẻ quá vậy. Nhập gia tùy tục. Không, nói chung thì thôi anh hỏi tiếp đi. Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bây giờ chúng ta suy nghĩ thật kỹ để quyết định có bấm nút đồng ý hẹn hò với nhau hay không.
nãy giờ trò chuyện mà có thổn thức trái tim hay không, nó mới là vấn đề quan trọng. Một, hai, ba. Chúc mừng hai bạn. Mình nắm tay nhau một cái đi. Không, anh đâu có đòi quà đâu. Cũng nhịp vậy chứ vậy. Nắm tay cảm giác hay sao? Ấm. Tại em đang bị ổn cho nên người em nóng. Đây, gửi tặng các bạn một cặp vé xem phim. Dạ, cảm ơn chân chân ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Vé xem phim này đi coi luôn được rồi đó. Xin cảm ơn ạ. Bạn biết nước đó để làm gì không? Dạ. Nước thảo dược để cho thơm miệng à. Thơm miệng để làm gì? Đi dạy. Dạ, em không thích là bạn trai lùng, bụng phệ, hói đầu. Lùng, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu anh ghét lắm. Chào chị. Lùng có lùng. Bụng phệ có phệ. Có bụng phệ. Hói đầu. Có hói đầu. Có hói đầu, chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền, dễ thương nè. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Dạ em chào chị Chắc Tường. Chào bạn. Chào các bạn khán giả ở dưới. Và mời bạn nữ. Dạ em tên là Hồ Thị Kiều, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Đồng Tháp. Em làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu ạ. Nói hơi nhanh chút, vậy giới thiệu bạn nào đó. Dạ em tên là Phạm Minh Thiết, em đến từ Bà Rịa. Em năm nay 30 tuổi, em đang là kỹ sư cơ khí. Đang làm cho công ty xây dựng. Nhưng mà hiện giờ mình làm việc ở đâu, Bà Rịa hay thành phố? Dạ em làm việc ở Tây Ninh vậy ạ, tại vì em đi công trường. Ta nói đi hoài á, đi xây dựng cầu đường này kia nhiều nhiều bồ bịch lắm nè. Dân xây dựng bọn em vẫn có những người rất là tốt và hiền lành. Đấy, bọn em thì quan niệm cũng đi nhiều, biết nhiều và cũng đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm. Nói chung gì cũng tùy theo người ha bạn ha. Quen nhiều không? Dạ em thì cũng quen nhiều, quen biết nhiều, nhưng mà trên phương diện là bạn bè vậy thôi. Tình yêu thì bao nhiêu? Dạ tình yêu thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà chỉ có một bạn gái, một mối tình thôi. Bao nhiêu lâu? Dạ nó kéo dài khoảng gần 3 năm. Một mối tình dài 3 năm đã chia tay. Rồi bạn gái. Kiều có thích bạn trai làm cơ khí xây dựng không? Dạ nếu mà anh làm cái ngành gì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái tính trung thủy của anh. Nếu mà anh trung thủy thì anh đi nhiều nhưng mà anh vẫn nhớ tới em thì được. Mình giới thiệu về mình một chút, về mình có những điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, nhưng mà ngon hay không thì còn tùy vào người ăn. Có tâm biết nấu là được rồi. Dạ với lại em khá nhiệt tình, với lại sống vì gia đình nhiều. Còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một chút. Nói chung mà cũng khá nóng á. Với lại tính tình hơi thất thường khi nắng khi mưa. Bạn cũng rất là dễ thương. Thế mình tại sao mình lại chưa có ai đeo đuổi trong thời điểm này hả? Dạ chắc là cũng do môi trường làm việc của em nữa. Tại vì em làm chứng từ thì tối ngày chỉ ngồi văn phòng rồi tức là cứ đối diện với máy tính với chứng từ thôi, giấy tờ thôi, chứ không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Với lại em cũng ít đi chơi. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình hồi sinh viên ạ. Vậy chia tay lâu rồi? Dạ. Bao lâu? Chia tay chắc cũng 5-6 năm rồi chị. Như bạn nữ bây giờ á là bạn muốn cái người yêu của mình như thế nào? Bạn có thể diễn tả có giống bên đây không? Dạ em muốn là cái anh đó về ngoại hình là anh phải cao một chút, khoảng 1m7. Bên đó cao nhiêu? Dạ cũng gần gần đó chị. Rồi ngoài chiều cao ra gì nữa? Rồi ăn mặc thì phải gọn gàng sạch sẽ. Sạch không? Anh Linh hửi hửi giùm nghe có mùi vậy anh Linh. Cũng được. Cũng được. Dạ về tính tình thì anh phải chuẩn chạc. Là một người biết lo cho gia đình với lại quan tâm người yêu. Những dạ. Điểm nào bạn không thích về người bạn trai? Dạ em không thích là bạn trai lùng, bụng phệ, hói đầu. Lùng, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu anh ghét lắm.
Sao vậy? Lùng có lùng. Bún phê có phê. Có bún phê. Hói đầu. Có hói đầu. Hói đầu chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền dễ thương nè. Bạn muốn bạn gái là cái mẫu người như thế nào? Dạ thì em cũng không yêu cầu vì nhiều. Thì bạn gái của em thì có nét gì đấy dịu dàng, nữ tính, rồi biết lo cho gia đình. Nói chung là sống với lại cộng đồng rồi cũng hòa nhã, rồi có hiếu với ba mẹ. Vậy là được rồi chị ạ. Có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Em không thích trưng diện nhưng mà không biết cách làm đẹp cho chính mình. Đấy. Coi như làm đẹp mà không có đẹp hơn. Làm đẹp mà không đẹp mà còn xấu hơn nữa. Cái đó cũng bi kịch lắm. Bản thân mình thì mình thấy là mình có khuyết điểm gì không? Dạ em thì khuyết điểm thì nếu như khuyết điểm chắc là cũng phải nhiều. Tại vì khuyết điểm của em là thứ nhất cái điều mà quan trọng nhất là em hay quên tên cái người mà lần đầu tiên mới gặp ấy. Nãy giờ nhớ biết bên đây tên gì không? Em thì em nghe là tên Kiều. Dạ. Cũng quên nha. Tại vì đây ấn tượng quá nên là em khó quên. Rồi, gì nữa? Với lại em thì cái khuyết điểm thì nhiều lúc mình thật thà quá là làm cho mình cái khuyết điểm. Nó vừa là sở trường nhưng mà vừa là khuyết điểm luôn. Thôi được, cơ bản là thấy được rồi đó. Mà không biết bên đây thấy được hay không chứ Tường là thấy được rồi đó. Những cái yêu cầu em đưa ra thì thấy hoàn toàn là ngược lại hết á. Thì thấy được. Không thích người lùng hói đầu. Bụng phệ nữa. Bụng phệ nữa. Dạ tại vì tôi thấy không thích là không thích rồi anh. Người ta thường nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Thí dụ lỡ yêu gặp cái người vậy rồi sao? Dạ tới đó cô không biết nữa, chắc kêu anh đi mua thuốc mọc tóc luôn. Rồi anh bên đây dễ thương lắm nha. Đấy, chuẩn bị đi. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình dạ, không? Dạ có, em gái ạ. À, chào em. Dạ em chào cô Cát Tường và chú Yên Linh ạ. Bình thường chị có kén lắm không mà sao chưa có bạn trai vậy? 5 năm rồi. Dạ chị rất là kén luôn. Dạ có nhiều người theo đuổi mà là chị không chịu. Ồ có nhiều người theo đuổi lắm hả? Dạ. Nhưng theo em thì chị em chịu anh này không? Chắc là chịu. Bạn trai có đi với người thân không? Dạ không anh, tại vì em cũng sắp xếp có người thân đi nhưng mà do là bận quá nên là không ai đi. Bây giờ mình sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Dạ. Thôi kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Anh tặng em bó hoa. Dạ cảm ơn anh ạ. Em có rung không? Dạ hơi rung. Thì anh nghĩ là với là một cái khán phòng như thế này thì anh cũng rung nên không phải em đâu nên bình thường đi. Anh sẽ hỏi trước nha. Dạ. Thì em quan niệm thế nào về tình yêu và gia đình? Về tình yêu thì em nghĩ là yêu nhau là phải nghĩ tới tương lai và phải đặc biệt phải chung thủy. Còn về gia đình là mình sống là phải sống vì gia đình, quan nói chung là cái gì cũng phải nghĩ tới gia đình hết. Tại vì gia đình là một cái nền tảng như là một cái chỗ dựa cho mình. Em có thích mạo hiểm không? Dạ không, em sợ, em nhát á. Anh có thế này nha, nếu mà trong công việc anh ấy dạ. Thì anh đang có công việc cố định. Nhưng dạ. Đến một cái lúc nào đấy thì anh như người chồng của em đi. Dạ. Và sẽ là có... Nói chung bỏ ngang ở đấy để tạo một cái gì đó, cái bước gì riêng cho mình. Dạ. Thì em có sẵn sàng đi theo để ủng hộ hay là cổ vũ không? Thì như anh nói thì em thấy nếu mà cái đó là một cái chí hướng của anh thì dĩ nhiên nếu mà đã yêu anh thì phải ủng hộ anh chứ. Cái đó là cũng mạo hiểm đấy. Như là có thể được mà có thể mất hết á. Dĩ nhiên là phải ủng hộ rồi. Rồi. Tại vì rồi, em cũng thích một người có chí hướng. Như anh nói là anh làm ở Tây Ninh như vậy á. Rồi nếu mà quen nhau thì anh có thường về Sài Gòn không hay là anh làm ở Tây Ninh ở đó luôn không có về? Anh thì đi theo công trình nhưng mà có việc thì anh vẫn bố trí rồi về. Thầy cảm nhận gì trong đôi mắt của nhau? Anh, có chút gì đó tình yêu chưa? Anh nói câu cuối nha. Dạ. Anh thì chắc có vẻ là anh dân công trình thì anh là một trai rất là khô khan trong tình cảm lắm. Nhưng mà nếu mà yêu em ấy dạ. Thì anh hứa là sẽ cảm ơn vun đắp cho tình yêu của mình là mãi là bền vững. Dạ. Còn bạn nữ hứa gì với bạn trai đi? Dạ thì nếu mà em với anh có yêu nhau á thì anh có đi đâu chăng nữa thì cũng hãy nhớ là em ở nhà luôn sẽ chờ anh. Trời ơi hay quá. Bây giờ hát một bài gì đó tặng nhau đi. Vậy thì anh hát một khúc trong cái bài Tình Em Là Đại Dương của ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh. Dạ. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng, gửi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàn hôn,
mình lại cùng xa đây quăng quýt bên nhau. Cùng với sóng với gió, ta đã hòa chung tiếng ca. Rồi, hợp rồi đó. Hai người song ca ấn tượng lắm á. Bằng nhau. Bằng nhau. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã hẹn hò với nhau sau những giây phút trao đổi và nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm tay nhau. Cảm thấy thế nào? Dạ, tay lạnh nhưng mà trong đấy ấm. Ồ, tay lạnh mà về Đồng Tháp đẹp lắm các bạn nha. Đồng Tháp hay lắm, Tháp 10 đẹp nhất bông sen đấy. Đây gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn. Để tặng các bạn nước xịt thơm miệt thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Ngon anh chị. Nào nắm tay nhau đưa đi xem phim.